Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Công Thương vừa đưa ra khuyến cáo về nguy cơ lừa đảo khi người dân tham gia giao dịch các loại tiền ảo được giới thiệu trên mạng. Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin cho biết, gần đây một số website, diễn đàn và mạng xã hội phổ biến nhiều thông tin về các loại tiền ảo như là Swisscoin, Bitcoin, OneCoin, Gemcoin, Ucoin với nhiều lời chào mời các nhà đầu tư tham gia mạng lưới để thu lãi rất cao. Cơ quan này khuyến cáo các tổ chức cá nhân không nên thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo này để tránh rủi ro bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào tháng 2 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có thông báo khẳng định Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ.